Rồi các em, trong video này chúng ta sẽ sửa chi tiết chapter số 81. Anh có quay chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sửa các em. Anh add cái file vào cái. Rồi, bắt đầu. Chapter này anh cho cũng dễ thôi, có câu cuối là hơi khó hơn em. Câu số 1 là các em lấy trung bình cộng có 3 điểm đúng không? Tại trọng tâm mà, này kiến thức lớp 10, này không gì hết. Trừ 2 cộng 1 cộng 0 chia 3 là trừ 1, 3, đáp án là A. Tại sao nó không cần tìm tung dưới cao? Là do là cái đáp án nó cho khác nữa các em, những cái hoành độ nó khác nhau mà, cho nên mình chỉ cần tính hoành độ là được. Câu số 2, tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng B. Mình sẽ tính như thế nào? Các em sẽ thế cái tọa độ A này vô phẳng B nè. Và không thế vô x là 0, 2 thế vô y là trừ 2 đúng không? 1 thế vô z là cộng 3, cộng 5. Chia lại độ dài vectơ hấp tiến là căn của 2 bình cộng 1 bình cộng 3 bình là nó sẽ bằng 6 phần căn 14 em. 6 phần căn 14 là D. Câu số 3, diện tích là 36 bi từ đây dẫn đến được là 4 bi r bình 36 bi. Cho nên chúng ta sẽ tính được r bằng 3 bằng 3, đáp án là C. No, phải C. B chứ. B, tại vì cái này là cái tâm 1 2 chữ 4 mà, chữ 4 là B. Câu số 4, lập phương trình mặt trung cực. Như trong cái phân tích của anh khi gợi ý á, thì anh sẽ có là điểm này điểm A đúng không, điểm này điểm B. Cái mặt trung cực là cái mặt đi qua cái trung điểm AB nè, điểm M. Từ đây chúng ta có thể tính được điểm M chứ cái đi. M là A cộng B chia 2. Sao anh thấy thì cái này nó hơi bị overload ta, nó bị nặng quá. Để chút kiểm tra lại. 3 cộng 1 chia 2 là 2, 3 cộng trừ 1 chia 2 là 1, 1 này là 0. Vector AB là vector pháp tuyến của mặt phẳng, cho nên chúng ta sẽ tính vector AB. Chúng ta có được bộ đầu vector AB là 2 4 trừ 2. Đặt nhân tử số 2 ra ở trong còn 1 trừ 1. Như vậy cái phương trình mặt phẳng tổng quát của em á, nó chính là x cộng 2y trừ z cộng d bằng 0. Đó là cái bộ ba pháp tuyến nè. Rồi, bây giờ các em sẽ thấy cái tọa độ M này ở đây, các em tìm D. 2 cộng 2 trừ Z là trừ 0 rồi, cộng D bằng 0. Từ đây sẽ dẫn tới việc là D bằng trừ 4, mà D bằng trừ 4 đáp án là D. 4D. Câu số 5, một câu kiến thức cũ luôn, tính gốc cho hai vectơ. Mình sẽ có cos phi bằng tích vô hướng chia tích độ dài đúng chưa? Các em có thể coi lại cái video gửi anh đã viết. Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng căn cao là trừ 1 các em. Tích độ dài là căn của 1 bình cộng 1 bình cộng 0 bình nhân căn của 0 bình cộng 1 bình cộng 0 bình là bằng trừ 1 phần căn 2 đúng không? Khi các em shift cos trừ 1 phần căn 2 á là nó sẽ ra được 135 độ, và câu D. Tiếp theo là câu số 6, nguyên hàm cơ bản này thì đơn giản các em. Nguyên hàm x thì ra x bình chia 2, nguyên hàm của trừ sin là nguyên hàm của sin thì ra trừ cos, cho nên cái này là cộng 1 cos 2x đúng chưa? Vậy là câu A. Câu 7 mình lại sai, hiển nhiên là D rồi. Tại vì á, khi mà các em lấy nguyên hàm thì nó sẽ có một cái hằng số khác nhau, cho nên chúng ta kết luận hai cái hàm này bằng nhau là sai, nó không hề bằng nhau đâu, nó còn hằng số nữa các em. Nên mình đề sai là D. Câu 8 á, tích phân 0,1 tính là F1 trừ F0 theo định nghĩa đúng không? Chúng ta đặt định nghĩa về tích phân. F1 là 5, F0 là trừ 2, 5 trừ trừ 2 là 7, đáp án là C. Câu 9 thì các em bấm máy, nhưng mà ở đây anh sẽ xử lý ẩn phụ nha. Anh sẽ đi từ cái này. Anh sẽ đi từ cái tích phân 1, 4 của F 3x trừ 3 dx. Bây giờ sẽ làm gì? Anh đặt t bằng 3x trừ 3, xong rồi anh lấy vi phần dt bằng 3dx. Đổi cận. Cái này là x bằng 1 và x bằng 4 đúng không?
em đổi cận á là nó ra t bằng 0, t 9. Tại vì 4 nhân 3 12 trừ 3 là 9 mà. F của 7 trừ 3 là ft, còn dx là 1 phần 3 dt. Mà nguyên cái cụm mà anh tô nè, cái cụm màu xanh này nè, là cái đề cho cái gì? Cái đề cho nó bằng 9 nè, thấy không? Cho nên này là 9 chia 3 là 3. Cho nên đáp án là B. Rồi, giờ mình tới những câu xong những câu dễ, giờ mình sẽ tới những câu khó. Cái câu này á là các em phải xem cái phân tích kỹ của anh ở trong phần gợi ý nha. Ở đây anh sẽ làm hơi tắt trong cái vấn đề nhân liên hợp. Khi mà cái này em nhân liên hợp xong á, nó sẽ ra được tích phân 1 tới 2 của 3x bình phương trừ cho x nhân căn của 9x bình trừ 1 dx. Ở đây á anh sẽ không không có giải thích là tại sao cái này ra này, em phải coi lại cái video gợi ý để em có thể hiểu được cái này. Ở đây anh đã nhân cái lượng liên hợp á, hiểu ý anh nói không? Nhân lượng liên hợp. Nếu không hiểu lật video gợi ý coi. Rồi bây giờ lấy nguyên hàm cơ bản của 3x bình là x mũ 3 đúng chưa? Thế cộng 1 2, còn cái này mình đặt y1 mình sẽ giải riêng. X mũ 3 thế thế cộng số 2 là 8, 8 trừ 1 là 7 trừ y1. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái y1 này nè. Cái y1 này á, nó sẽ bằng tích phân 1 tới 2 của x nhân căn 9x bình phương trừ 1 dx. Ở đây anh đã hướng dẫn rồi đúng không? Chúng ta sẽ đặt ẩn phụ thôi. Đặt t bằng căn của 9x bình trừ 1. Rồi bây giờ chúng ta lấy vi phân. T bình bằng 9x bình trừ 1. Sau đó chúng ta lấy vi phân đúng không? Là 2t dt bằng 18x dx. Từ đây chúng ta có thể kết luận là x dx nó sẽ bằng 1 phần 9 dt đúng không em? T dt chứ. Như vậy chúng ta có thể thế vô cái y1 này rồi. Cái y1 này á, nó sẽ bằng tích phân. Bây giờ mình thế cận nè. Khi x bằng 1 thì t bằng căn 8. Đồng ý không? Còn khi x bằng 2 thì t bằng 2 bình. 2 bình 4, 4, 9, 36, căn 35. Rồi đây nó sẽ dẫn đến việc là hằng x dx nó là 1 phần 9 t dt, 1 phần 9 đem ra ngoài. Còn nguyên cái căn này là t, cho nên là t bình dt. Cuối cùng là mình lấy tích phân là t mũ 3 chia 3, 1 phần 9 t mũ 3 chia 3. Thế cận từ căn 8 đến căn 35. Rồi mấy đứa thế vô đây. Căn 35 mũ 3 là 35 căn 35. Như vậy là 35 chia 27 đúng không? Căn 35 trừ cho 8 thế vô là 8 phần 27 căn 8. Và mình rút lại một cái nữa là cái căn 8 này nè, nó là 2 căn 2, cho nên cái này là bằng, khoan, bây giờ anh tính luôn hàng y, hàng này y1 nha, I'm sorry, hàng này là y, cốt cục hàng y á. Hàng y là cái hàng tích phân đầu đề của em nè, nó sẽ bằng cái gì? Này là y nha. Nó sẽ bằng 7 trừ cho y1 đúng không? 7 trừ cho nguyên cái này là trừ 35 phần 27 căn 35. Trừ cho cái này là cộng căn 8 là 2 căn 2 nhân vô 16 căn 2 chia 27. Như vậy chúng ta có thể kết luận á, là nó nói là A rồi B căn 2, C căn 35. Như vậy ở đây chúng ta xác định được là A bằng 7, còn B là bằng 16 phần 27, còn C là bằng trừ 35 phần 27 đúng không chưa? Rồi bây giờ các em sẽ gắn, chúng ta sẽ gắn cái ẩn vô. Chứ bây giờ nếu mà các em tính cái tài này tính tay thì coi chừng sai đó nha. Mình gắn A là 7 đi. Mình gắn B là 16 phần 27. Còn C là trừ 35 phần 27. Rồi bây giờ chúng ta thế vô biểu thức này thôi. A cộng 2B cộng C trừ 7 đúng không? Vậy là mình bỏ A đi, tại vì A 7, 7 trừ 7 mất rồi. Cái này lấy 2B cộng C thôi. Rồi do 2B cộng C thôi. Bài này án á. Trừ 1 9 nha em. Trừ 1 đó với 9 án là B. Rồi. Như vậy đây là toàn bộ lời giải của chapter số 81. Giờ mong rằng các em có thể nhìn vô đây rồi sửa những cái sai sót của mình. Rồi tạm biệt các em. Bye bye.